Và khách hàng TV xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và nếu đây là lần đầu tiên xem kênh của khách hàng TV chuyên về dâu tây, trồng chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm và đam mê yêu thích dâu tây, thì anh chị đừng quên like cũng như là bấm chuông để theo dõi kênh của khách hàng TV, để mỗi lần khách hàng TV đăng video thì anh chị có thể xem và cùng chia sẻ nhé. Và hôm nay thì khách hàng TV sẽ chia sẻ đến anh chị và bạn một cái video clip. Thì hôm nay khách hàng TV đang ở một cái vườn nhà một cô cũng trồng dâu tây, nhưng lại cũng không biết gì về dâu tây hết, cho nên là khách hàng TV hẹn thì hôm nay sang thì làm mẫu một số, tức là trồng những cái ngó này ra ngoài lên chậu anh chị. Tức là vườn thì nó bây giờ trồng sen thì nó rất là khó cái việc chăm sóc, nên làm thế nào để sang chậu. Thì khách hàng TV sẽ làm vừa trong lúc chờ đợi cô mua chậu về thì sẽ làm video clip để chia sẻ đến anh chị và các bạn luôn nhé. Và đây thì đây là một cái cây dâu Nhật là khách hàng TV. Đây là cây dâu Nhật lùn, cái mô được trồng chắc tầm khoảng được hơn 2 tháng á chị. Nó phát triển rất là tốt nhưng mà để trồng sen với rau. Và hôm nay thì cái ngó nó ra rất là nhiều anh chị này. Vậy thì bây giờ thì do là lỡ trồng rồi, thế nên là buộc mình phải làm cách nào đó thì để mình lấy những cái giống, nhân giống ra sang vào chậu cho sang năm nó nhiều lên đó. Thì đó, thì anh chị thấy này, nó phát triển rất là tốt rồi, cho nên những cái cây cái ngó ra rất là nhiều. Và bây giờ thì phải tiến hành là lấy những cái này và cắm ra cái chậu để mình lấy những cái ngó để có những cái chậu dâu tây mới. Và cái cây mẹ này thì sang năm rất có thể là phải đánh vào chậu hoặc là sẽ trồng và chăm sóc hình thức khác. Thì hôm nay thì Khánh Nhân TV chia sẻ đến chị là có nghĩa là những cái cây dâu nào, những cái dâu mẹ này anh chị này. Đây là cái dâu gốc, có nghĩa thường thì khi mua về là cái dâu gốc, thì những cái ngó mà nó từ mẹ nó ra anh chị nhá thì gọi là F1. Và những cái dâu này thì cái chất lượng quả thường thì là nó cho ra quả là tốt nhất, bởi vì nó gần với gian mẹ, thì chúng ta nên là khi mà cắm xuống thì cái ngó này thì nó thành như một cái cây, thì chúng ta nhân ra một giống. Và cái cây mẹ này mình giữ lại để mình dùng những cái cây mẹ này, mình lấy cái ngó ra, chứ không, vì khi mình ở vườn rồi mình biết chắc chắn rồi nhá, thì những cái cây đó mình chỉ ngoài cái việc sản xuất mà cho quả nhiều cái mùa mà nó ra ngó, thì chúng ta nên tận dụng để lấy cái ngó để nhân cái giống ở là cái gen của nó tốt nhất để nhân giống ra nhiều. Chứ nếu mà chúng ta khi mà cái ngó ra nhá mà chúng ta lại lấy những cái ngó này ra thì nó cứ hàng cháu rồi đó, thì rất có thể thì cái quả nó sẽ chất lượng nó sẽ không cao. Thì đó là khách hàng TV có sang một cái khu gọi là trồng dâu công nghệ cao, có một số những kinh nghiệm của những người mà người ta học chuyên sâu về cái chăm sóc hoa quả ở xứ lạnh, ở cái vùng của khách hàng TV ở đó, thì họ chia sẻ là như vậy. Có nghĩa là cái cây mô thường thì người ta chỉ dùng để người ta sản xuất cái này thôi, cái ngó thôi, tức là cái cây này là cái cây chất lượng nhất anh chị nhá. Đó, thì những cái cây này thì chúng ta nên là để làm cái cây để mình nay mai mình trồng ra chậu, có nghĩa là mình phát triển nhiều lên. Còn cây này thì để chuyên để sản xuất những cái ngó thôi, để sản xuất ngó. Vì cây này cây mẹ, tức là cây này từ cây mô ra mà. Thì cái vườn này thì khách hàng thì biết chắc chắn là cái cô bác sĩ này cô trồng từ những cây dâu cây mô. Tuy nhiên thì cô cũng không có hiểu biết nhiều lắm, chỉ có trồng thôi chứ cũng chẳng có chăm sóc gì về đúng cách nữa. Đó, thì anh chị thấy chưa, đây là thì là cái dâu mẹ này. Và những cái cây dâu này thì bắt đầu là mình có thể lấy được là cây ngó đó. Và khi mà mình có được cái chậu này rồi á, có được cái chậu này rồi thì mình nên ngắt những cái này đi này. Thì các nhân thì là ngắt, anh chị không có tiếc được nhá. Có nghĩa là khi mình đã nhiều rồi, cái cây là cái gốc rồi mà, cái gốc từ cái mô ra, thì mình có những cái ngó như thế này rồi thì mình cứ lấy từ cái ngó chính ra. Đây anh chị thấy chưa, đó, mình chỉ cần một ngó này thôi, một cái ngó này và một cái chậu này thôi. Thì để làm sao khi mà cái dâu nó, khi cái dâu nó ra, nó chỉ có tập trung nó nuôi cho cái ngó thứ nhất. Thứ nhất là nó đã tốt rồi. Nhưng mà theo chia sẻ của một bác như khách nhân vừa chia sẻ với anh chị đó là cái cây dâu mẹ và cái cây F1 thường nó cho chất lượng
Mai mai nó chất lượng quá tốt hơn so với những cái cây mà F2, F3. Đó là những cái cách như vậy. Cho nên thường thường thì người ta trồng dâu thì để có năng suất cao thì thường người ta phải, một là sau một thời gian người ta phải thay giống, và đặc biệt là cái giống thì phải xuất phát từ cái mô gì ạ, từ cây cấy mô. Đó là chia sẻ với anh chị và các bạn là biết một vài những cái mà Khánh Hân trong quá trình mình trồng dâu thì tìm hiểu được ạ. Thì tất nhiên là mình có được những cây dâu đẹp rồi nhưng mà quả nó sai thì rất là tốt, đúng không? Thì ví dụ khi mình có rồi những cái cây dâu gốc rồi thì nó phát triển tốt như này thì không có lý gì mình không không lại không không tạo điều kiện mình lấy những cái F1 để mình cho ra hàng loạt những cái cây, tức là từ cái gốc cây mẹ ra anh chị nhá. Chứ khi mà cái cây mà nó đã khi mà đã cái cây mà nó đã ra gọi là F1 rồi á, mình lại cho ra những cái ngó nữa thì thường khi mình mua trên mạng thì mình cũng không biết ở đâu được, đúng hoặc không biết được nó là ép mấy, thì người ta chỉ bán cho mình thôi, mình chỉ hiểu như vậy. Nhưng mà đặc biệt khi có những cái cây cấy mô rồi, cái cấy mô mua mình trồng sống như thế này rồi thì mình nên nhân giống ra những cái loại như thế này thì rất là quý anh chị nhá. Đó thì những cái dâu này rất là ok, có nghĩa là nó rất là tuyệt vời đó, nó cho ra ngó tốt này, cho ra cái gọi là cái giống F1, F1 thì nó cho ra cái chất lượng quả, tức là về năng suất, về cái khả năng mà thích nghi với lại môi trường, thời tiết khí hậu là rất là ok. Đấy thì hôm nay Khánh Nhân TV chia sẻ với anh chị và các bạn là nên lấy giống từ cái cây mẹ, cây mô như thế nào để cho có những cái chậu dâu tây mà nó có giống tốt. Thì cái này chỉ có khi mình biết chính xác có những cái cây dâu mà cây mô ra là cây mẹ thôi thì mình mới làm được, còn bình thường thì mình cứ mua. Thì nói chung cái này gọi là trong quá trình làm thì gọi là hên xui đấy chị nhá. Thì tất nhiên là nó có thể tốt hoặc không tốt, thì cái đó thì thực tế nào cũng nghe một số anh chị có kinh nghiệm họ làm ở cái khu vùng rau hoa quả xứ lạnh mà công nghệ cao họ chia sẻ lại. Còn thực tế thì nhà Khánh Nhân TV chỉ trồng cái dâu mà dâu Mỹ Đá thì quả nó rất ít anh chị nhá, quả rất ít thì cũng có chia hỏi thì họ chia sẻ như vậy. Thì thường thì lấy được những cái cây mà F1 từ cái gen, từ cái cây mà cây mẹ đó, cây mẹ ví dụ như cây cấy mô Khánh Đài thì Khánh Nhân biết chắc chắn là từ những cái cây cấy mô ra rồi, nên là rất là ok. Đó là cũng chia sẻ với anh chị và các bạn như vậy. Thì anh chị nào các bạn có những cái kiến thức hoặc là những cái hiểu biết sâu hơn hoặc những cái chia sẻ thực tế hơn thì hãy comment comment bên dưới thì chúng ta cùng giao lưu chia và học hỏi lẫn nhau. Chứ còn thực ra thì cũng không phải là chỉ bảo gì đâu, thật là có những cái thực tế, có được những cái trải nghiệm thực tế thì chia sẻ lại anh chị các bạn, những người đam mê yêu thích dâu tây ha. Thì video của Khánh Nhân TV xin kết thúc ở đây, và nếu như anh chị quan tâm thì đừng quên like cũng comment và tiếp tục đăng ký rung chuông để ủng hộ kênh của Khánh Nhân TV chuyên về dâu tây, chăm sóc hoa cây cảnh vườn và chia sẻ lại những cái kinh nghiệm chúng ta có những cây dâu tây tốt trồng chậu hoặc ở vườn như thế nào đó thì tiếp tục trong thời gian tới nhá. Xin chào và chúc anh chị và các bạn có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui. Bye bye, xin chào anh chị nhá. Đó, dâu sen canh đó.